Tối ngày 15 tháng 5 năm 2020, ICD phát hành MV Back 8 Kamikaze, gọi tên hàng loạt những cái tên cộm cán và gạo cội trong rap game Việt Nam, dẫn đến màn phản pháo của B2C sau đó, đánh dấu một giai đoạn không thể quên của Việt rap. Không chỉ để lại di sản là những diss track mãn nhĩ cho rap fan, mà trận đại chiến Việt rap năm 2020 đã thay đổi gần như hoàn toàn rap game Việt Nam, trở thành cột mốc cho sự lột xác của cuộc chơi này trong thập niên mới. Đầu tiên, hãy nói về bối cảnh trước cuộc chiến. Trải qua 3 đại chiến trước đó vào năm 2013, 2016 và 2018, rap game Việt Nam từ 2018 đến 2020 đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Ở miền Nam, nhạc rap tiếp tục phát triển. Những tổ chức trẻ tuổi hơn hoặc nhỏ hơn như DC Gang, DCOD, 95 Generation, 95G, Original Taito, OTD, G-Fire, Bạn Có Tài Mà, Infamous, Tây Nguyên Sound, MC House vẫn duy trì hoạt động ổn định và sôi nổi, cho ra nhiều sản phẩm hit, trở thành nền tảng cho nhiều rapper miền Nam lập nên sự nghiệp âm nhạc sau này. Trong khi đó, sau một thập kỷ có thể xem là lép vế trước rap miền Nam, rap miền Bắc ngày càng thể hiện rõ những dấu hiệu của sự phục hưng trong tương lai gần. Thế hệ rapper trẻ bước ra từ cộng đồng rap Việt Punchline RVP như nhóm Arca Records, 1337 Battle, Local Boys, Giảng Võ Arena, GVA liên tục thể hiện bản thân và để lại dấu ấn tại các sàn đấu của Disneyland và One Rounder. Bên cạnh sự vươn lên của thế hệ mới, rap miền Bắc chào đón sự tái xuất của các bậc tiền bối từ fan hip hop huyền thoại, khi Thiểm Smo quay trở lại từ nước ngoài và bắt tay những Crazy Noise, Đà Lạt để xây dựng lại đế chế fan hip hop dưới cái tên Việt The Best. Không đi vào vết xe đổ rời rạc, thiếu đoàn kết và độc tài của một số tổ chức lớn khác trong cộng đồng, Việt The Best và đồng minh không chỉ phát triển những dự án riêng của bản thân mà còn hỗ trợ thế hệ các hậu bối của mình. Nhờ có sự ủng hộ của các đàn anh và đàn chị, đặc biệt là sân chơi nảy số Championship, địa bàn Hà Nội và Hải Phòng chứng kiến sự trưởng thành và lớn mạnh rõ rệt của Công Dân Ngầm, Rapital, 16 Northside và Ramzone. Bên cạnh sự hỗ trợ từ thế hệ trước, thế hệ sau của rap miền Bắc cũng chứng tỏ thực lực của họ là xứng đáng khi những Left Hand, Wordy, Cozy, Limitless, Bingo vân vân đã khai phá và chinh phục được phần nhiều những genre nhạc hip hop mới, trở thành những người dẫn đầu xu hướng của rap game Việt Nam. Không chỉ phát triển như một cộng đồng nghệ sĩ, rap miền Bắc còn phát triển cả những gì thuộc về cộng đồng và văn hóa hip hop. Một trong số đó là văn hóa dissing. Đa số những trận chiến lớn nhỏ mang tính spotlight trong giai đoạn 2018 đến 2019 đều nổ ra tại miền Bắc hoặc nghiêng về miền Bắc. ICD là một trong những cái tên nổi bật nhất trong giai đoạn này. Thực tế, sự trỗi dậy của ICD vào giai đoạn này là bởi những nỗ lực của anh kể từ cuộc beef với MCU vào năm 2016, khi chỉ trong 2 đến 3 năm, anh đã tôi luyện không ngừng nghỉ qua series Back to the Game từ 1 đến 7, album We Want ICD, EP The Killing ICD, dự án của bộ đôi Kingdom Come kết hợp cùng Freaky D và nhiều sản phẩm âm nhạc khác kết hợp cùng 7LD. Nói về dissing, ICD cũng liên tục ném mình vào những trận chiến với UG9, Five Side, Infamous, Rich Choi, vân vân. Và đương nhiên là cả hai trận đại chiến vào năm 2016 và 2018. Dần dần, ICD phát triển thành một lyrical rapper nặng ký, nổi bật về ca từ, nội dung và ý tưởng, với series Back to the Game là món đặc sản của riêng anh dành cho các fan. Đây là một series những bài nhạc mang tính châm biếm và dissing. Từ phần 1 đến phần 7, ICD đã gọi ra không ít những cái tên trong rap game Việt Nam và từ đó cũng xảy ra không ít các trận chiến. Phần 7 được phát hành vào cuối năm 2017, series Back to the Game được tạm ngừng khi ICD cho biết anh muốn tập trung cho những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc hơn. Tích cực về âm nhạc là vậy, song cộng đồng Việt rap vẫn diễn ra nhiều sự kiện phức tạp được xem là hậu đại chiến Bắc Nam năm 2018 mà sau này sẽ trở thành những nguyên nhân lớn nhỏ của cuộc beef tiếp theo. Đầu tiên, vào ngày 18 tháng 5 năm 2018, một nhóm các nghệ sĩ của Genius Việt Rap GVR bao gồm MC Blue, Moganja aka Gizmo, Psycho và Cancc đã phát hành bài Tuổi. Bài nhạc này sau đó đã dẫn đến cuộc ẩu đả gây thương tích nặng cho Cancc giữa anh, Gizmo và Rich Choi. Đây là sự kiện đã đưa cả rap miền Bắc vào trạng thái nhà kính nhiều ngày, ai cũng như ngồi trên đống lửa và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổ máu khi ngày càng có nhiều bên thành viên xã hội liên quan. Rất may là sau đó mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, Suboi phát hành MV And Sound và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của các thành viên đến từ Rap Việt Punchline RVP, đặc biệt là DVD và MCU, khi DVD đã có một dòng trạng thái gọi thẳng tên Suboi với nhiều từ ngữ nặng nề. MCU sau đó đã có bình luận đồng tình với DVD. Đến đầu năm 2019, trang blog Facebook Gangs World đã phát hành một bài viết phản đối DVD và MCU nói riêng, cũng như những người có cùng tư tưởng nói chung. Tại đây, DVD đã nhận phần sai khi sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề để nói về Suboi, nhưng vẫn giữ quan điểm về lời nhạc của cô. Từ đây, vết nứt giữa hai miền ngày càng sâu rộng. Tại địa bàn nhạc rap miền Nam cũng xảy ra mâu thuẫn không nhỏ giữa trang thông tin John Rap Việt, hay sau này là Việt Hip Hop, và nhóm nghệ sĩ Tổ Quạ. Vì một sai lầm trong truyền thông cho dự án Make Hip Hop Great Again, tháng 9 năm 2019, John Rap Việt đã bị Tổ Quạ lên án gay gắt trên Facebook và thẳng tay cắt đứt quan hệ mà không qua bước cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Từ đó, mối quan hệ giữa John Rap Việt, Việt Hip Hop và Tổ Quạ cũng xấu dần đi đến nay, nhất là khi Tổ Quạ đã từng ra sức kêu gọi tẩy chay John Rap Việt, mặc dù không thể thành. Những sự kiện kể trên đều là những nguyên liệu chính của cuộc đại chiến Việt Rap năm 2020. Có thể thấy rõ nó không chỉ bắt nguồn từ một vùng miền nào, mà bản thân địa bàn mỗi miền đều là những ly nước đã sắp tràn, và ICD chính là giọt nước cuối cùng. Tối ngày 15 tháng 5 năm 2020, ICD phát hành MV Back 8 Kamikaze, khuấy động cả cộng đồng, khiến rap Việt xôn xao như mở hội. Tên của bài nhạc được lấy cảm hứng từ album Kamikaze của Eminem, và nó thể hiện đầy đủ những gì mà ICD định sẽ làm trong bài nhạc. Kamikaze hay thần phong là danh từ chỉ những cuộc cảm tử bằng máy bay của quân phát xít Nhật, và cũng chính là cái cớ để Hoa Kỳ sử dụng bom nguyên tử lên xứ sở mặt trời mọc. Khi Eminem ra mắt album Kamikaze và diss gần như tất cả những new wave rapper mà rap fan biết, nó đã trở thành nguyên nhân dẫn đến trận so găng giữa anh và Machine Gun Kelly (MGK). Hai phiên bản Kamikaze từ đời thật đến Eminem đều có một điểm chung, đó là dẫn dắt người lính cảm tử đến một trận chiến khác. Và Back 8 Kamikaze của ICD cũng không phải ngoại lệ. Bên cạnh đó, việc đặt tên theo một đội quân cảm tử đã thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng của bài nhạc và sự nghiêm túc của ICD dành cho nó, cho thấy anh đã sẵn sàng tâm lý cho những gì có thể diễn ra tiếp theo sau bài nhạc. Back 8 Kamikaze là cuộc đối thoại nội tâm giữa ICD và 1915, một nghệ danh cũ của ICD. Thông qua cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ là bình thường giữa ICD và 1915, ICD đã khéo léo lồng vào những câu chuyện và quan điểm mà đa phần là tiêu cực về những rapper khác. Những cái tên được nhắc đến bao gồm MCU, Tây Nguyên Sao, Tùng T, C-Chance, Đạt Maniac, Suboi, Rich Choi, Cancc, B-Ray, G-Family, Phú Nhỏ, Tú Tổ, Torainai. Bởi vì đây đều là những cái tên có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, nên những xôn xao và lời ra tiếng vào về bài nhạc mới của ICD liên tục nổ ra trên các trang mạng xã hội. Một vài quan điểm nổi bật mà ICD đã đưa ra trong Back 8 Kamikaze bao gồm: Rap Việt toàn những thằng như cậu, muốn góp ý mà sợ mất mối. Khi đã có danh tiếng rồi thì sẽ dễ dàng hóa giải hiềm khích. Chỉ vì cậu tử tế với Rap Việt, không có nghĩa Rap Việt sẽ tử tế lại với cậu. Rap Việt cần chó gì nền tảng, toàn nhà giàu ăn sẵn nhảy vào chơi rap. Rapper nào cũng muốn thay đổi Rap Việt, nhưng toàn bị Rap Việt thay đổi. Đi kèm với những quan điểm đó là những câu chuyện về những rapper khác như một cách để ICD khai thác từng luận điểm. Đầu tiên, anh nhắc đến Tùng Thi như một người có lời nhạc siêu đại trà, chỉ dùng để lừa mấy em gái. Tiếp theo, anh nhắc đến C-Chance và câu rap tia lửa mém cầu kỳ một cách châm biếm. Qua mỗi cái tên, sự nghiêm túc và sức nặng của mỗi câu rap của ICD lại tăng lên, bắt đầu từ khi anh nhắc đến Đạt Maniac và Suboi, gọi họ là đỉnh cao của lyric sáo rỗng, khơi gợi lại ký ức của rap fan về những dòng trạng thái và bình luận của RVP năm 2019. Mối quan hệ phức tạp giữa ba rapper là Rich Choi, Cancc và B-Ray cũng được ICD khai thác, khi cho rằng B-Ray và Rich Choi dù thù nhau nhưng thật ra lại y hệt nhau, đều lợi dụng Cancc. Nhưng cây kim chỉ đâm vào đúng huyệt khi anh bắt đầu nhắc tới G-Family với những luận điểm gây tranh cãi, như dậm chân tại chỗ nhưng vẫn bắt thế hệ sau tôn thờ, hay cống hiến kiểu đem con bỏ chợ. Và anh cũng không bỏ qua cho Tổ Quạ, một tổ chức thân thiết với G-Family, khi nhắc lại chuyện cũ giữa Black Car, People và Tú Tổ, khui ra sự thật về việc hai nam rapper đã từng mời Tú Tổ, founder của John Rap Việt và Việt Hip Hop, về Tổ Quạ làm việc nhưng bị từ chối. Đồng thời, anh cũng nhắc đến chuyện nhóm nghệ sĩ này đã lên án John Rap Việt chỉ vì trang thông tin này sử dụng hình ảnh của họ để chúc mừng sinh nhật của chính họ. Lúc này cộng đồng mới nhận ra rằng sự kiện Make Hip Hop Great Again chỉ là cái cớ nhờ có sơ hở của John Rap Việt, trong khi thực tế Tổ Quạ đã không thích John Rap Việt từ lâu vì những lý do cá nhân và họ chỉ cần một cái dịp để tẩy chay trang thông tin này. G-Family và Tổ Quạ là điểm cao trào của bài nhạc, nghiễm nhiên cũng trở thành cú rút chốt cho quả bom được nổ. Bất ngờ thay, T-Boss, một rapper từ miền Bắc, là người đầu tiên đáp trả ICD trong bài Đây Mới Là Âm Nhạc. Tuy nhiên, cuộc chiến này không nhận được sự quan tâm của ICD vì bấy giờ anh đang thực hiện vũ điệu Gucci và gặp mặt những người như Tofu, PC, Magazine hay Torainai đều là những người ủng hộ hành động của anh. Vì Back 8 Kamikaze được phát hành không lâu sau khi Cypher 2G2G, bài nhạc kỷ niệm 10 năm thành lập của G-Family ra mắt, những quan điểm mà ICD đã dành cho G-Family lại càng được quan tâm hơn. Rap game Việt Nam dần chia ra làm hai phe trong câu chuyện, phe ủng hộ G-Family và phe ủng hộ ICD. Điển hình là màn đối đáp trên Facebook giữa Young H và Noracy. Và khi nhiệt độ đã quá cao, khi không ai muốn người khác chất vấn lý tưởng của mình, B2C của G-Family đã quyết định lên tiếng. Ngày 30 tháng 5 năm 2020, B2C phát hành The Chosen One, không chỉ bảo vệ cho danh dự của G-Family và nâng tầm tổ chức khi nói về việc Đạt Maniac vươn ra thế giới, B2C còn phản công ICD và đặc biệt là công kích toàn bộ rap miền Bắc. Ngoài ICD, B2C cũng nhắc đến cả 7LD với cách gọi châm biếm là 7 thằng liệt dương. Nhưng quan trọng hơn cả là ngay từ câu thứ 2, B2C đã rap: về trình độ thì cả miền của tụi mày cũng không thể đấu với tao, chứ không riêng gì mày. Hay câu rap đã khiến cho cả cộng đồng rap dậy sóng là: chúc mừng trình độ của cả miền của tụi mày đã vươn cao ngang tầm mà tao đặt tới. Đó chỉ mới là hai câu đại diện. Mỗi một câu chạm đến miền Bắc của B2C đều mang tính khiêu khích rất cao thay vì chỉ chăm chăm tấn công, vì anh gần như không đưa ra một luận điểm cụ thể nào, trừ việc mang câu chuyện ẩu đả giữa Rich Choi và Cancc trở lại bàn họp. Như vậy, có cơ sở để tin rằng B2C nói riêng và G-Family nói chung đã sẵn sàng cho một cuộc đại chiến hai miền ngay từ đầu, chứ không chỉ muốn nhằm vào ICD. Về phần âm nhạc, B2C đã để lại đoạn điệp khúc bản chữ cái nổi tiếng cho việc rap mà sẽ được sử dụng rất nhiều về sau. Từ đây, ai cũng ngầm hiểu rằng ICD đối đầu G-Family chỉ là danh nghĩa, còn bản chất của cuộc va chạm chính là đại chiến Bắc Nam. Nhận được tín hiệu, ai cũng rục rịch chuẩn bị đạn dược cho riêng mình hoặc tìm một cái hầm trú ẩn nếu không muốn dính miệng. Gizmo sớm đăng đàn phản pháo B2C bằng một dòng trạng thái dài trên Facebook. Ngoài ra, anh còn nhắc đến tên của Magazine, người đã đối đầu với anh vào đầu tháng 5 năm 2020. Ngay sau đó không lâu, các rapper trẻ từ miền Bắc mà chủ yếu là Hà Nội và Hải Phòng đã liên tục đáp trả B2C. Điển hình như Gothic với bài Nghênh Chiến, Phúc XP với bài Bản Chữ Cái, Kulik và 1NG với bài Mãnh Hổ Xuất Sơn, Minh Sầu, Cụi và Curse với bài SBB Cypher, Zugi và Master Trippy với bài Vỗ Tay Theo Nhịp Beef, Right với bài Nghĩ Mình Lớn Lao và Freaky D với bài Thuốc Diệt Cỏ. Trong số đó đặc biệt nhất là Thuốc Diệt Cỏ của Freaky D, người đồng đội từ 7LD của ICD, khi bài nhạc này của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi công khai của các rapper lớn ở miền Bắc như Ramastic, MCU và DVD. Trong Thuốc Diệt Cỏ, toàn bộ những câu rap của anh đều nhằm vào G-Family, thậm chí một số cái tên đã được anh gọi thẳng ra như Black Car, B2C, Soulboy, Tổ Quạ, Cancc. Bên cạnh đó, anh cũng dành một đoạn nghỉ để gửi lời đến một nhân vật nào đó cũng xuất thân từ Hải Phòng, mà đa phần mọi cơ sở đều hướng đến T-Boss, khi nam rapper này vốn đã có hiềm khích với 7LD từ lâu. Nói chung, những bài nhạc trên lên án tư tưởng phân biệt vùng miền của B2C và vẫn chưa có rapper nào từ miền Bắc đá động tới miền Nam. Tối ngày 6 tháng 6, ICD gửi mail cho B2C bằng YouTube với bài G-Fam cải tiến chưa, với tiêu đề đầy đủ ban đầu là ICD ra track diss nhưng G-Fam chịu, G-Fam không biết trả lời. Trong bài này, ICD đã tăng mức độ sát thương lên cao hơn khi thậm chí đã nhắc đến cố rapper Việt Dragon với câu rap: miền Bắc bọn tao có anh Minh nghiện này, miền Nam có ai? Một cái xác chết à? Câu rap này của ICD khiến nhiều rapper miền Nam như nuốt than vào bụng. B-Rang ngay lập tức đáp trả ICD với dòng trạng thái Facebook kèm chơi chữ: anh Minh của mày thì chắc chắn nghiện, nhưng thằng nghiện chắc chắn của anh Minh. Ngoài ra, một số thành phần đã cố tình bẻ cong ngòi viết của ICD khi cho rằng nhân vật Minh mà ICD đang nhắc tới là bác Hồ, trong khi thật ra đó là DSK, người duy nhất ngang tầm cố rapper Việt Dragon ở miền Bắc về mức độ huyền thoại và tính đại diện. Sau một comment mang tính chính trị của John H, ICD phải đăng đàn giải thích ngay lập tức nhằm tránh cho cuộc chiến đi theo hướng nhạy cảm không mong muốn. Nói về G-Fam cải tiến chưa? Từ đây, ICD đã bắt đầu dồn nhiều công lực hơn và cho ra rất nhiều câu rap mang tính sát thương cao, cũng như biểu cảm trong giọng rap của anh cũng gắt gỏng hơn rất nhiều. Trong khi, delivery đã luôn được xem là điểm yếu trong âm nhạc của ICD, phần nào cho thấy anh đã thật sự nóng người với trận chiến. Trong bài, anh đã đưa ra nhiều quan điểm về lối định hướng cộng đồng của G-Family, có thể kể đến như rap là phải bở đít, rắc phấn rôm rồi đóng tả cho G-Fam à. Ý nói G-Family luôn muốn các rapper trẻ phải tôn thờ họ. Hay như câu, từ bao giờ mà rap Việt trở thành hội người cao tuổi thế? Ý nói G-Family có tư duy bảo thủ, không chấp nhận điểm yếu của bản thân. Đồng thời, anh nhắc lại những trận đại chiến Bắc Nam trước đây như cuộc đối đầu giữa Ramastic và 2C, hay câu intro huyền thoại các em G-Fam thân yêu của thầy, đều trong trận đại chiến năm 2013. Về phần phản pháo, ICD cho rằng nếu Đạt Maniac không mang lá cờ Việt Nam ra cộng đồng quốc tế thì việc rap vẫn có thể tự làm được. Bên cạnh đó, việc Dragon và DSK cũng bắt đầu bị mang vào trận chiến như hai cái tên đại diện hai miền. Ngày 9 tháng 6, B2C tiếp tục đáp trả ICD với bài Nè. Lần này, theo quan điểm cá nhân của biên tập viên, B2C chủ yếu phản pháo ICD và phô diễn kỹ năng, trong khi những câu rap tấn công miền Bắc đã không còn sức nặng như trước. Anh châm biếm việc ICD gọi DSK là người đại diện rap miền Bắc bằng câu rap "Bây giờ rap miền Bắc lại lấy một thằng nghiện ra là Bình Phong", hay "Nói mồm tao bị Parkinson vì tao rap hay gấp 333 lần mày", cũng là một đoạn phản công hay. Tối cùng ngày, rap Chậm Thôi được phát hành với tên gọi đầy đủ ban đầu là Người Hà Nội Bảo Là Endgame, nhưng Bi không tin điều đó, Bi ơi đừng sợ. Được góp giọng bởi các thành viên của Rapital và Ramzone, bao gồm Cancc, Origin và Mass. Bài nhạc mau chóng trở nên viral nhờ sự bắt tai và tính vui nhộn của nó. Những câu punchline trong bài mà điển hình là đoạn điệp khúc bảng chữ cái đã trở thành câu cửa miệng của nhiều rap fan ủng hộ miền Bắc hoặc anti-G Family, xuất hiện khắp các mặt trận của mạng xã hội. Đến hiện tại, đây là một trong những diss track thành công nhất với 14 triệu lượt view dù để ở chế độ không công khai. Sự thành công của rap Chậm Thôi được nhiều rapper công nhận là đã làm nghiêng cán cân của trận chiến. Có thể nói, rap Chậm Thôi là bước ngoặt thay đổi toàn bộ, không chỉ cục diện của trận chiến mà còn là tư duy của rap fan và rapper. Đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến một diss track không phô diễn kỹ năng hạng nặng, mà chỉ đơn thuần là công kích đối thủ một cách châm biếm, tự nhiên, hài hước và bắt tai. Đây cũng là bài rap đã đưa cả nhóm Rapital đến với một sân khấu lớn hơn, kết thúc thời kỳ mà họ chỉ được biết đến ở địa bàn Hà Nội. Riêng từ khóa MCK sau đó trở thành từ khóa hot nhờ verse rap quá nổi bật của anh. Đúng như anh đã rap, đây là trường phái khác. MCK hay Origin và Mask không sử dụng những phép chơi chữ và tu từ hay flow nhanh và biến ảo để làm vũ khí chính, mà đa phần trong bài họ sử dụng chất giọng châm biếm, câu từ đơn giản nhưng bẩn cợt. Các yếu tố âm nhạc trong rap Chậm Thôi tương đối hài hòa với nhau và được đánh giá là có giá trị nghe lại cao. Một số câu rap nổi bật có thể kể đến như đoạn bát quái và trap phái của MCK. Chủ yếu, họ lên án tư tưởng phân biệt vùng miền và thể hiện sự đoàn kết giữa các rapper từ Nam tới Bắc. Xong, câu rap trình độ miền Bắc là giải phóng miền Nam của Rapital Origin đã làm phật ý nhiều rapper miền Nam dù ban đầu họ ủng hộ ICD, dẫn đến phong trào đồng khởi được dẫn đầu bởi thằng BB với sự tham gia của vài rapper trẻ miền Nam khác nhằm bảo vệ vùng miền của mình, với luận điểm rằng người miền Nam cũng tham gia công cuộc thống nhất đất nước nên không thể bị đặt ở kèo dưới khi nói về lịch sử. Tuy nhiên, mâu thuẫn này không tiếp diễn lâu dài, không ai nhắc đến câu rap đó của Origin và phong trào của thằng BB cũng không đem lại kết quả gì cho miền Nam về đại cục, khi mà việc rap chỉ ngóng chờ những nhân vật chính của trận chiến. Ngày 11 tháng 6, ICD đáp lại B2C với diss track "Nhận một track reply", có tên đầy đủ ban đầu là "Nhận một track reply từ vong hồn B2C", nhưng ICD không sợ ma như G-Fam nghĩ. Ngay ngày hôm sau, Soulboy cho ra bài không tên số 1 thay thế B2C trong trận chiến. Vì Soulboy là nhân vật đã xuất hiện trong nhiều cuộc đại chiến Bắc Nam trước đây, đặc biệt là bài Sera gây ra khá nhiều tranh cãi vào năm 2013, nên sự xuất hiện của anh trong cuộc chiến lần này cũng khiến nhiều rapper miền Bắc nóng lòng muốn trả lại hết ân tình mà anh đã trao cho họ trước đây. Những bài nhạc đáp trả Soulboy đáng chú ý bao gồm Gothic với bài Đạn Bạc, Windeer với bài ca có tên Soulboy rẽ rách số 2 thì không ai số 1. Đến 14 tháng 6, Norasi chính thức tham chiến với bài Chiến Văn 1, có thời lượng đến gần 10 phút. Không chỉ nói về cuộc chiến đang xảy ra, mà Norasi còn nhắc lại cuộc đối đầu giữa anh, Cancc và Soulboy AC vào năm 2014 thông qua intro của bài. Trong cùng ngày, bài Xả Nước của ICD được phát hành, tiếp tục nhằm vào Soulboy, B2C và G-Family. Chủ yếu, anh khai thác angle về câu rap, Nếu nhạc tao là cứt thì rap Việt này là chỗ để đại tiện của Soulboy trong bài Bát Quái, với những câu rap công kích cá nhân nhiều hơn thay vì về cộng đồng hay quan điểm. Lúc này, thay vì trả lời những đối thủ của mình, Soulboy lại đăng tải một dòng trạng thái chỉ trích trang thông tin John Rap Việt và tuyên bố không cho phép trang này chia sẻ nhạc của anh, dẫn đến một số tranh cãi không liên quan đến trận chiến trong cộng đồng. Trong khi đó, số rapper nhằm vào Soulboy lại cộng thêm một với Freaky D qua bài Still Be Friends Free Verse. Butcher của Hải Ngoại In cũng tham gia cuộc chiến với chuỗi bài Norasi Dissing 1 và 2. Từ đây, trận beef riêng giữa Norasi và Butcher nổ ra khi nam rapper từ Hải Phòng đã đáp trả nam rapper Hải Ngoại bằng hai diss track mất hook và cay đắng. Ngày 21 tháng 6, Soulboy tiếp tục cuộc chiến với bài không tên số mấy. Vì bận chuẩn bị cho cuộc thi King of Rap, một tuần sau, ngày 28 tháng 6, ICD mới trở lại và đáp trả với bài The Real Edge. Trong bài này, ICD đã tập trung phản công mọi đòn đánh từ Soulboy, đồng thời khai thác thêm hiềm khích giữa anh và John Rap Việt khi rap rằng một năm mày chia sẻ được bao nhiêu bài của Newbie, còn John Rap Việt chia sẻ được bao nhiêu bài của Newbie. Ngoài ra, anh còn đã động tới Tổ Quạ khi nhắc tới sự kiện Shinasty, một rapper rất được lòng người hâm mộ đã bỏ rap sau một thời gian gia nhập tổ chức này. Sau khi The Real Edge được phát hành, việc rap gần như đã hoàn toàn hướng sự chú ý về hai chương trình rap. ICD sau đó đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm tại King of Rap và trở thành quán quân của cuộc thi, đồng thời hòa giải nhiều mâu thuẫn trong quá khứ với Đạt Maniac và Rich Choi. Trước khi ICD chính thức vô địch King of Rap, Hành Or đến từ Joker Rock đã phát hành MV 7 lời dặn nhằm vào 7LD. Tuy nhiên, lúc này sức nóng của cuộc beef đã hạ xuống khá nhiều vì sự xuất hiện và phủ sóng của hai chương trình là Rap Việt và King of Rap. Rất nhiều những rapper tham gia cuộc chiến này đã góp mặt trong hai cuộc thi như Rapital Origin, Rapital Origin, ICD, và ai cũng đạt được những thành tích của riêng mình. Trong lúc các rapper và rap fan tập trung vào hai chương trình rap, AC, thủ lĩnh của G-Family, đã bất ngờ tung diss track cấm nghe với độ dài gần 19 phút ngay ngày 10 tháng 8 năm 2020, tức ngày giỗ lần thứ 8 của cố rapper Việt Dragon. Là người được mệnh danh là chùm cuối của rap miền Nam, sự xuất hiện của AC ngay lập tức gây bão. Ngoài nói về ICD hay mối quan hệ hai miền, AC còn đưa ra nhiều luận điểm và quan điểm xoay quanh nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa hip hop, chính trị. Nội dung của cấm nghe chính vì vậy mà cũng trở nên rộng lớn hơn và có nhiều thứ để một người có thể nghe hơn là chỉ về cuộc beef đang diễn ra. Để nói về diss track này một cách hoàn chỉnh có lẽ sẽ cần hẳn một video riêng nếu bọn mình được cho phép. Mình hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội để được trò chuyện trực tiếp cùng AC và nghe những chia sẻ từ chính anh về bài nhạc này. Lý do là bởi vì nếu bỏ qua yếu tố thắng thua, Cấm Nghe là một bài nhạc thật sự hay và có rất nhiều điều đáng suy ngẫm về nó. Trong video này, mình sẽ phân tích ngắn gọn những gì mình hiểu được trong bài nhạc. Nếu có bất kỳ sai sót nào, mong các bạn cũng như AC và G-Family sẽ thông cảm và chia sẻ quan điểm để khán giả được hiểu hơn. Trong verse 1, đầu tiên, AC nhắc đến ý niệm và xem đây là thước đo trình độ giữa các rapper thay vì là các kỹ thuật trong nhạc rap. Mặc dù trong 3 câu trước đó anh đã khẳng định rằng về mặt kỹ thuật, G-Family không thua bất kỳ ai. Sau đó, AC nêu bật vai trò của văn hóa battle diss trong nhạc rap. Anh ví những cuộc beef như đồng nhân trận, tức thập bát đồng nhân trận, một loại trận pháp trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Tương truyền, các võ sư Thiếu Lâm muốn xuống núi phải trải qua trận pháp này để kiểm tra thực lực. Sau đó, anh chơi chữ trong câu rap. Nhìn vào lịch sử, đối thủ được G-Tao đánh đồng thân phận. Vừa có nghĩa là trong mắt G-Family tất cả các đối thủ đều như nhau, vừa có nghĩa là những đối thủ của G-Family đều được đánh bóng tên tuổi bản thân nhờ việc đối đầu với họ. Vậy trong verse 1, AC muốn đập tan quan điểm beef chỉ là drama trẻ con nên tập trung làm nhạc kiếm tiền của nhiều rapper cũng như rap fan. Ngoài ra, anh cũng nhắc đến việc Ramastic feat với Black Car như một hành động mà Ramastic đã phủ bỏ những quan điểm trước đây mà anh đã dành cho G-Family qua câu rap Vương Cải Giống trước đó mất công. Như vậy có thể thấy AC không chỉ nói về năm 2020 mà anh đang nói về văn hóa rap nói chung cũng như quyển sử dày hơn 20 năm của cả Việt rap. Bên cạnh đó anh cũng bảo vệ miền Nam khi rap rằng vậy tao chửi đúng hay tao chửi sai mà ai ai cũng vào sao sai. Ý nói đến việc nam tiến của nhiều tổ chức rap từ các vùng miền khác khi thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là đô thị nắm giữ vai trò chủ lực về mặt kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, anh khẳng định mình không tham gia vào thị trường nhạc rap mà chỉ hoạt động âm nhạc vì tình yêu dành cho nghệ thuật và mong muốn để lại di sản cho cộng đồng. Qua những câu rap tiêu biểu như không chung miếng bánh, tao đâu có dành ăn. Ngầm nói quan điểm AC không kiếm được tiền từ âm nhạc là vô nghĩa vì anh vốn không quan trọng kiếm tiền từ nhạc bằng việc xây dựng và phát triển văn hóa hip hop ở Việt Nam. Sau một vài câu rap mang tính braggadocio, AC có thể đã nhắc tới giải đấu Backstage Unexpected Rap Fest được tổ chức vào năm 2019. nơi đã diễn ra những cuộc đối đầu căng thẳng giữa nhiều freestyler và battler khắp Việt Nam thông qua những câu như: đi coi đá gà mà thuần phong mỹ tục, văn hóa hòa đồng, nhân đạo với nhau, thì thà ở nhà coi gà đạp mái chứ lên cửa làm gì để chơi BD mới đâu. Ý nói việc những battler phải tuân theo những nguyên tắc mang tính đảm bảo thuần phong mỹ tục trong quá trình thi đấu. Ngoài ra, thông qua nhiều câu rap, AC đã nhắc đến Ramastic, Norasi và nhiều câu rap mang quan điểm về chính trị, lịch sử, kinh tế. Sang verse 2, khi beat của Nguyễn Hồng Giang đã chuyển sang piano, AC bắt đầu nói về tình yêu mà anh dành cho nhạc rap khi ẩn dụ nhạc rap bằng nhân vật em. Thông qua đoạn rap, và anh vẫn sẽ viết cho em những bản trường ca như đường đi, phá hủy tất cả những luật lệ mà bọn đầu đất hay làm y. Và anh vẫn sẽ viết cho em những đoạn lời ca như nhật ký, bí mật này của riêng đôi ta, anh không bao giờ cần bật mí. AC muốn nói rằng tình yêu của anh dành cho nhạc rap và cách mà anh rap là không tuân theo những luật lệ thông thường, điển hình là những bài nhạc dài mà anh gọi là trường ca. Và chính vì sự bất tuân luật lệ đó nên AC cũng không cần ai phải hiểu cho, những gì anh quan tâm chỉ có nhạc rap mà thôi. Tiếp đó, anh nhắc đến Giảng Võ, địa điểm mà có thể nói là cái nôi phát triển và cũng là đại diện cho rap Việt Punchline. Thông qua câu rap, ngày nào em dạo trên Giảng Võ, nhìn bao kẻ mù vẫn bấp bênh, họ say đắm em bằng cử chỉ mong được làm em nhớ tên. Còn anh là rồng của Cửu Long, con người xem anh là quái thú, nhưng chỉ anh đưa em lên đỉnh, còn người ta không qua cái vú. Ý nói định hướng phát triển của rap Việt Punchline là sai lệch, mất cân bằng và không đúng cốt lõi của nhạc rap. Tiếp đến, ở verse 3, khi AC bắt đầu chuyển sang hát, anh nói về vai trò của thế hệ cũ và thế hệ mới qua hình tượng tre và măng trong câu thành ngữ tre già măng mọc. Có thể nói đây là verse hay nhất của AC trong Cắm Nghe về cả mặt âm nhạc, lời nhạc và lý lẽ. Trong đoạn điệp khúc, AC đã viết: tre già mới vót làm chông, măng non là để kho mặn, xây nhà thì có tầm vông, măng non lại để kho lạc. Chỉ qua hai câu hát, AC đã vẽ ra một góc nhìn mới cực kỳ thuyết phục khi có ý nói rằng sự phát triển của thế hệ mới là nhờ có công chinh chiến và xây dựng của thế hệ trước. Mình xin phép phải bình luận một chút rằng về cả lý lẽ lẫn hình ảnh, đoạn điệp khúc này nên được đưa vào top một trong những đoạn dissing ít sơ hở nhất trong lịch sử Việt rap. Phần còn lại, chủ yếu anh lãng mạn hóa mối quan hệ giữa anh và nhạc rap nhằm thể hiện một tình yêu nghệ thuật chân thành, phi vật chất và đậm đà từ một người con Tây Nam Bộ. Ở verse 4, khi beat của Nguyễn Hồng Giang đã đạt cao trào, lời nhạc của AC cũng thẳng thắn hơn khi giảm bớt những hình ảnh ẩn dụ mà thay vào đó là biểu cảm rap ngang tàn, khoan thai và uy lực được dùng để cất lên những câu rap vừa trực diện lại vừa chắc như đinh đóng vào từng chữ, từng từ. Tại đây, anh lên án lối phát triển tập trung quá nhiều vào lyrical skill và punchline của RVP đã khiến việc rap bị lạm dụng công cụ này mỗi khi sáng tác mà quên đi các yếu tố âm nhạc, thông điệp và các yếu tố liên quan đến chính con người của nghệ sĩ như trải nghiệm, ý niệm và cái chất riêng. Câu rap đại diện điển hình cho quan điểm đó của AC là: phước của RVP là đẻ ra một bọn đếm punch, nhưng punch của tao là lũy kế, còn punch mày chưa được tính nhân, nên khi mầm non đòi giải tích, đầu mày chỉ bự vì tích phân. Ý nói khi AC bàn về trải nghiệm và ý niệm, đa phần các rapper trẻ đều không hiểu được tầm quan trọng của những điều đó trong âm nhạc. Và đối với AC thì đấm vào ý niệm của người khác mới là punchline thật sự. Anh cũng tiếp tục nhắc tới MCU với câu rap mấy thằng khủng hoảng trung niên, ý chỉ bài QLC của MCU khi tên của bài có nghĩa là Quarter Life Crisis, tức khủng hoảng 1/4 cuộc đời. Sau đó anh gửi lời đến ICD qua câu rap: đừng học theo thằng bệnh hoạn, tư duy nó đéo ra gì, lời nhạc càng kỹ trị, tụi mày càng mất cả đi, sự thuần khiết và nhiệt huyết nên nó bất khả di. Ý nói ICD không nên đi theo tư tưởng dùng kỹ thuật để trị âm nhạc của MCL. Tiếp đến, anh công kích RVP và so sánh rap Việt Punchline với G-Family qua câu rap: nên tao điều hành tổ chức, còn mày điều hành tổ chợ, nên khi mày cần đổ sức, lập tức chúng mày đổ nợ. Ý nói RVP là một tổ chức rời rạc, thiếu đoàn kết. Sau nhiều câu rap nhằm vào MCL và rap Việt Punchline, AC khẳng định G-Family không phải vấn đề khiến việc rap đi xuống. Thông qua câu: tụi tao nằm ngoài rap Việt, không cần cổ động khích dùm, tại sao việc rap lụng bại, bác học đâu giải thích dùm. Ý nói G-Family xưa nay vẫn low key, không có ý định tranh giành thị trường nhưng việc rap vẫn đi xuống. Ngoài phạm vi sàn đấu năm 2020, AC cũng nhắc lại sự kiện năm 2018 với câu rap: mày thấy có bó nhang nào mà cắm xuống cháy 3 năm. Nói đến lời thách thức tổ chức giải đấu rap toàn diện giữa hai miền tại Huế mà anh đã đưa ra trong bài trường ca 5B vào năm đó. Cuối verse, anh tiếp tục đưa ra một ý tưởng tương tự nhưng thậm chí còn táo bạo hơn khi mở lời cho một trận beef giữa riêng anh và toàn bộ những ai muốn đối đầu với anh ở miền Bắc. Thông qua những câu rap như: Năm nay tao muốn chinh phục cái được gọi là 1 chọi 100. Thôi thì để tao nói thế này, đơn giản một lần cho vuông. Và lời mà G tao nói đó giờ không nói cho suông. Mày đoàn kết hết ngoài đó, trong này chỉ một mình tao. Gióng tai lên nghe cho rõ, không kỹ bất cứ thằng nào. Dù là ông hoàng nhạc rap, dù là cóc ké cu ly, tiến bộ mà chúng mày nói, đến lúc phải chứng minh đi. Di sản tao cho Rap Việt là sự đoàn kết của mày. Trong đó, anh đã nhắc đến bài nhạc 1008 huyền thoại của anh và cố rapper Việt Dragon với hai câu rap mà bản thân biên tập viên đánh giá là một trong những đoạn rap hay nhất của Cáp Nghe. Tụi mày fit với người sống, nhưng những người sống không ngay. Còn tao đã fit với người chết, đem rap lên thấp trong mày. Hai câu này nhằm phản pháo lại ICD khi nam rapper đến từ Hải Phòng đã rap: miền Nam mày có ai, một cái xác chết à, trong bài G-Fam cải tiến chưa. Đồng thời, nhắc cho cả Rap Việt nhớ lại rằng cái xác chết mà ICD đang châm biếm đã từng là nguồn cảm hứng khiến không ít nhân tài của Việt Rap quyết định cầm mic. Vừa rồi là một số ý chính mà biên tập viên tóm tắt được trong Cắm Nghe. Những phân tích của Việt Hip Hop có thể chưa thật sự đầy đủ, nhằm tránh loãng video cũng như có nhiều chi tiết mà biên tập viên không đủ hiểu để có thể tự tin phân tích. Nếu có bất kỳ thông tin hay góc nhìn nào mới, hãy chia sẻ để bọn mình được biết nhé. Còn bây giờ, hãy cùng quay trở lại với câu chuyện chính nào. Lúc bây giờ, ICD đang tham gia chương trình King of Rap và không thể đáp trả AC. Trong khi Cắm Nghe mỗi ngày lại càng bước chân lên một hạng cao hơn trên bảng xếp hạng của Việt Hip Hop Top 100. Sau đó, Việt Hip Hop đã quyết định mời ICD nghe và nói về Cấm Nghe của AC. Tuy nhiên, video này sau đó đã bị gỡ xuống theo yêu cầu của Hata từ G-Family. Bên cạnh mặt trận âm nhạc giữa hai miền, AC và Torainai cũng có một màn trao đổi quan điểm trên Facebook khi Torainai có thái độ bên vực ICD, còn AC thì không đồng ý khi ICD cho rằng lời nhạc của Suboi và Đạt Maniac là sáo rỗng. Cấm Nghe của AC sau đó đã được đáp trả bởi Noresi với bài Chiến Văn 2, nhưng bài nhạc này không nhận được sự quan tâm của AC, thậm chí còn bị anh châm biếm thêm. Cuộc đối đầu giữa ICD và G-Family đến đây cũng đi vào hồi kết, với chiến thắng chung cuộc có thể nói hoàn toàn nghiêng về phía miền Bắc. Ngoài sự thành công của rap chậm thôi và bản lĩnh của ICD, sự trỗi dậy của các nghệ sĩ trẻ miền Bắc trong hai chương trình rap cũng cộng hưởng thêm vào chiến thắng của họ. Điển hình là ICD khi anh vô địch King of Rap và Rapital Origin khi trở thành cái tên sáng nhất của Rap Việt mùa 1. Trước khi xem xét một cách chi tiết những dấu hiệu cho thấy miền Bắc đã thắng, chúng ta hãy cùng thống nhất với nhau một lý thuyết cơ sở rằng khác với battle trên sàn đấu, beef không có giám khảo, mà thắng hay thua là sự tác động của người chơi lên đại cuộc. Đặc biệt là khi chúng ta đang nói về một cuộc beef có nội dung thiên về cộng đồng, định hướng phát triển, quan điểm về âm nhạc và nghệ thuật như trận beef này. Vì vậy, hãy cùng bỏ qua những yếu tố như so sánh lyrical skill, flow hay delivery và beat, mà hãy cùng tập trung vào những thay đổi nào để diễn ra nhờ cuộc beef và nó có lợi cho ai. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng thắng và thua ở đây cũng mang tính thời thế. Có rất nhiều sự kiện lịch sử từng được nhận định là A nhưng về sau lại được nhận định là B. Tùy thuộc vào yếu tố chủ quan là trình độ và tư tưởng của người kể sử cũng như yếu tố khách quan là bối cảnh lịch sử mỗi giai đoạn có sự khác biệt, nên nhận định về lịch sử cũng khác biệt. Mọi nhận định trong video này vì vậy cũng mang tính tham khảo. Việc hip hop không có quyền phong ai là người thắng cuộc mà chỉ đang xem xét trên những cơ sở đã có mà thôi. Giờ thì chúng ta cùng phân tích nha. Đầu tiên, về hiệu ứng đám đông. Có thể thấy hiệu ứng lớn nhất phát sinh từ cuộc beef là việc một số lượng lớn rap fan đã liên tục spam từ khóa rap chậm thôi trên mọi mặt trận mạng xã hội. Không chỉ tấn công tâm lý các rapper và rap fan miền Nam mà còn chứng tỏ số đông đã chấm điểm cho miền Bắc cao hơn trong cuộc chiến này. Thứ hai, về nhân lực, xuyên suốt cuộc chiến, số lượng rapper trẻ của miền Nam ra mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thực tế là chỉ có Hành O. Phong trào của thằng BB không thể tính vào vì trong quá trình đó, thằng BB đã tuyên bố anh không đứng cùng chiến tuyến với G-Family mà chỉ chống lại hành vi đặt miền Nam vào kèo dưới trong câu chuyện thống nhất đất nước. Trong khi đó, phía miền Bắc thì hoàn toàn ngược lại khi không có OG rapper nào ra mặt mà chỉ có những rapper của thế hệ mới tham chiến. Về lý lẽ, có thể có quan điểm rằng đã qua hai thế hệ mà miền Bắc vẫn không đánh bại được G-Family một cách triệt để. Nhưng thực tế, không thể phủ nhận rằng đó là một điểm yếu kém trong cộng đồng rap miền Nam. Nhờ có sự ra mặt của các tổ chức và rapper lớn của miền Nam trong các cuộc chiến trước đó là 2013, 2016 và 2018, miền Nam đã luôn giữ vững vị thế là nơi có nền nhạc rap phát triển nhất nhì đất nước. Đặc biệt là khoảng thời gian sau năm 2013 khi miền Nam hoàn toàn áp đảo miền Bắc trên mặt trận beef, nhưng cũng chính vì vậy mà đa phần thế hệ trẻ của miền Nam kém hơn thế hệ trước ở tinh thần cạnh tranh. Các rapper trẻ miền Nam trước đó đã phụ thuộc vào AC và Torainai quá nhiều khi nói về beef mà không nhận ra rằng đồng hồ thì có thể hết pin chứ thời gian thì vẫn luôn luôn chạy. Ngoài nguyên nhân đến từ thế hệ mới thì đây cũng là hậu quả cho việc định hướng hậu bối theo ý mình một cách cực đoan đến từ nhiều cái tên OG rapper ở miền Nam, dẫn đến kìm hãm sự phát triển đa dạng của thế hệ trẻ và làm họ phụ thuộc vào đàn anh. Ngoài việc định hướng một cách cực đoan, họ cũng thiếu trách nhiệm trong việc hỗ trợ đàn em khi đàn em đi theo định hướng của họ. Rất nhiều nhân tài trẻ của miền Nam dù có trình độ rất cao nhưng lại rơi vào một khoảng thời gian loay hoay, vô định rất dài vì không biết liệu kiếm tiền từ nhạc có thật sự xấu. Còn nếu nghe lời đàn anh để không kiếm tiền từ nhạc thì phải làm sao để phát triển tiếp? Một số người tìm ra được con đường cho riêng mình, một số chán nản phải rời bỏ cuộc chơi, một số vẫn còn chật vật với cuộc sống hàng ngày của mình để nuôi âm nhạc. Như Pharrell Williams từng nói, sáng tạo mà không kiếm tiền thì thường biến mày thành nạn nhân, còn kiếm tiền mà không có sáng tạo thì thật phí phạm thời giờ. Cống hiến tuyệt tác cho đời hay gán được cho bài nhạc một cái giá xứng đáng thì cũng đều là tôn trọng nghệ thuật. Mình cho rằng cả hai cần phải có điểm cân bằng do người nghệ sĩ đặt ra. Bên cạnh nhân lực, số lượng bài nhạc mà miền Bắc tung ra trong trận chiến cũng nhiều hơn miền Nam, và dù có xét thêm về yếu tố chất lượng thì cũng 19/10. Thứ ba, không hoàn toàn là một chiến thắng mà nói chính xác hơn là sự cải tiến về mặt hình ảnh. Nếu vào 2013, miền Bắc phải chịu áp đảo về âm nhạc, 2018 họ lại tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu từ nhiều tiêu cực liên quan đến đời tư mà điển hình là vụ va chạm tay chân, thì đến năm 2020 họ đã cho chúng ta thấy một miền Bắc rất khác khi thế hệ mới của họ đã tham chiến và chiến thắng hoàn toàn bằng âm nhạc. Bằng chứng là xuyên suốt cuộc chiến, không có phốt cá nhân nào bị khui, nếu có nhắc đến thì chỉ là những câu chuyện cũ. Nội dung cuộc beef gần như hoàn toàn xoay quanh quan điểm về âm nhạc, cộng đồng, và sau đó thì miền Bắc đã phất lên trông thấy. Có thể nói đây là lần hiếm hoi các rapper đối đầu nhau trong trạng thái sạch sẽ nhất về mặt đời tư như thế này. Thứ tư, về thiệt hại sau cuộc chiến, người mà chúng ta tạm gọi là khơi mào là ICD, có một cuộc sống và sự nghiệp tương đối khỏe sau đó, khi anh vô địch King of Rap, giành được nhiều sự chú ý và vẫn luôn tồn tại ở đó một fandom trung thành của anh từ trước đến nay. Cái tên nổi bật nhất nhì là Cancc và Rapital gần như không chịu thiệt hại nào, mà có lẽ phải nói là hoàn toàn không có thiệt hại mà chỉ có lợi, khi phong trào của thằng BB thực tế không có tác dụng gì. Trong khi đó, G-Family chắc chắn không thể không có tổn thất, khi mà sau trận beef này, họ đã không còn ở thế kèo trên, hay nói cách khác là thế chủ động như những trận chiến trước đây. Dẫu theo quy luật rằng sống sau phải xô sống trước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, AC nói riêng và G-Family nói chung đã chứng minh được rằng họ vẫn luôn là một thành trì vô cùng vững chắc, khi mà sức ảnh hưởng của họ vẫn luôn tồn tại xuyên suốt một thập kỷ qua. G-Family cũng là tổ chức OG hiếm hoi vẫn hoạt động mạnh mẽ, đều đặn và trưởng thành nhiều hơn về trình độ, dù đã qua một khoảng thời gian rất dài, kể cả khi những thành viên đã có cuộc sống riêng. Vậy nên về mặt tư tưởng, họ và bạn có thể khác nhau, nhưng về trình độ và tình yêu mà họ dành cho nhạc rap thì vẫn khó ai có thể so bì được. Suốt một khoảng thời gian dài, các rapper miền Nam phải chịu sự ảnh hưởng của rap chậm thôi. Một số rapper như Megashock cũng từng bị các rap fan châm chọc bằng từ khóa này, dù cho anh không tham gia và cũng không hề lên tiếng về cuộc beef. Phải đến năm 2023, tình trạng này mới vơi dần, chủ yếu là do downtrend như mọi phong trào khác. Các OG của miền Nam sau đó cũng ít phát ngôn hơn về việc rap so với trước đây. Về lý lẽ, đây là yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Việt Hip Hop không thể đưa ra nhận định đúng sai, mà đây là yếu tố cá nhân mỗi người tự giải đáp cho chính mình. Xong, mình xin phép nói thêm một chút rằng, 3 mùa rap Việt vừa qua đã dẫn nhạc rap Việt Nam vào một giai đoạn thương mại mạnh mẽ. Song song với sự phát triển của cộng đồng là sự pop hóa nhạc rap mà có lẽ là Việt Hip Hop sẽ nói sau vào một video nào đó khác. Mình nhận thấy có rất nhiều rap fan lâu năm không thích điều đó và đã quay lại để nghe cấm nghe của AC cùng nhiều lời bình luận với đại ý là AC đã đúng. Mình không ở đây để trao vòng nguyệt quế cho ai, nhưng như các bạn có thể thấy, thắng hay thua trong trận beef kiểu này là một khái niệm mang tính thời thế. Mỗi bối cảnh lịch sử khác nhau sẽ cho chúng ta những cái nhìn khác nhau. Vì vậy đừng quá bám víu vào kết quả trước mắt. Rất có thể câu trả lời của bạn sẽ thay đổi trong tương lai. Nói về những thay đổi của rap game sau cuộc beef, cuộc chiến giữa ICD và G-Family đã khép lại, nhưng đồng thời cũng mở ra một giai đoạn mới của việc rap, một thời đại không có gì giống như ban đầu, thời đại thương mại hóa hip hop. Vốn đã phát triển đầy đủ nền tảng cần thiết từ khi trận chiến còn chưa bắt đầu. Nhờ có lỗ hổng do cuộc chiến để lại và sự mở đường của hai chương trình rap, những nhân tố ấy xông lên và chiếm lĩnh thị trường khi nó vẫn còn non nớt và màu mỡ. Dù bạn có là fan của phe nào, cũng thật khó để phủ nhận rằng kể từ năm 2020, các rapper miền Nam khó có thể so bì về thành công thương mại so với những rapper miền Bắc và miền Trung, chỉ cho đến khi Gotland xuất hiện và phần nào cân bằng lại thị trường. Cá nhân mình vẫn còn nhớ rất rõ khi Thủ Đô Cypher ra đời, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình sau khi xem MV là: "Ồ, vậy là thắng thua đã rõ." quả như mình đoán, sau thủ đô Cypher, các nhãn hàng lớn chi tiền cho rất nhiều hoạt động nghệ thuật của các rapper ở Hà Nội, tạo cơ hội cho rất nhiều viên ngọc thô được lộ diện, điển hình là Logi. Lúc bấy giờ, các rapper vẫn rất khó để tự lo được chi phí cho các dự án MV và âm nhạc, nên phần nào nhờ có sự ra tay của các nhãn hàng mà Hip Hop Hà Nội đã có những tháng năm hoạt động sôi nổi và chất lượng trông thấy rõ. Chưa kể đến việc, nhóm nghệ sĩ lớn đại diện Hà Nội là Space Speakers đã cùng chương trình Rap Việt đưa nhau đi xa đến thế nào, các bạn có lẽ cũng đã hiểu. Bên cạnh sự cân bằng giữa hai miền, cuộc beef cũng ảnh hưởng đến sự phân chia quyền lực trong cộng đồng. Các rapper trẻ ngày càng có tiếng nói hơn và mạnh dạn thể hiện bản thân hơn, trong khi các OG lại ngày càng ít can thiệp vào chuyện của hậu bối hơn. Sau tất cả, không quá lời khi so sánh Back 8 Kamikaze của ICD với Control của Kendrick Lamar, khi diss track này của ICD đã khơi dậy một trận chiến tuy có vẻ đẫm máu nhưng thực tế lại cực kỳ tích cực. Đặc biệt là khi anh đã đánh trúng vào mâu thuẫn quan điểm định hướng phát triển cộng đồng giữa các tổ chức lớn, mở ra cơ hội để việc rap một lần nữa xem lại chính mình, giải quyết mâu thuẫn và tìm ra hướng phát triển tốt hơn. Đó cũng chính là di sản mà Control của Kendrick Lamar đã để lại cho rap game US, hay Control của Swing cho rap game Hàn Quốc. Dựa trên cơ sở đó, có thể nói Back 8 Kamikaze của ICD chính xác là thập bát đồng nhân trận mà AC đã miêu tả. Chỉ có điều, người phải trải qua trận pháp này không chỉ là riêng ai, mà là cả rap Việt. Kể từ cuộc đối đầu giữa ICD và G-Family, đã 4 năm rồi không có cuộc chiến nào thật sự lớn và mang tính ảnh hưởng thế cục nhiều như vậy diễn ra. Nhưng người ta vẫn thường hay nói rằng, trước mọi cơn bão là trời quang mây tạnh, biết đâu cuộc chiến sắp tới sẽ còn kinh khủng hơn nữa thì sao. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho Việt Hip Hop. Mình là Tâm, xin chào và hẹn gặp lại. Peace out.